Tôi là Đông Tân Giới số 2 Bộ Dân Tộc Dân. Xin các hàng xóm ủng hộ nhiều cho, bầu tôi một phiếu bầu cử. Xin cảm ơn mọi người. Xin anh ủng hộ số 2 Bộ Dân Tộc Dân nha. Xin ủng hộ số 2 Bộ Dân Tộc Dân nha. Xin ủng hộ số 2 Bộ Dân Tộc Dân. Thật ngại quá. Không sao. Anh tìm em lâu lắm rồi, anh sợ em có chuyện gì. Thật là ngại quá, tôi không có thân danh cho lắm. Anh làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Xin ủng hộ số 2 Bộ Dân Tộc Dân. Xin ủng hộ Bộ Dân Tộc Dân. Xin ủng hộ Bộ Dân Tộc Dân. Xin ủng hộ số 2 Bộ Dân Tộc Dân. Xin ủng hộ số 2 Bộ Dân Tộc Dân. Hiếm có cơ hội gặp mặt ông chủ thứ hai Bộ Dân Tộc Dân. Hai người phải dựa theo tình hình mà làm. Hành động nhất định phải cẩn thận. Lỡ như bị Bộ Dân Tộc Dân phát hiện có chỗ lạ, toàn bộ bố trí sẽ vô hiệu hết. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Bà Bồ vẫn chưa tới đó. Có cần gọi điện thoại cho bà ấy không? Có lẽ bà ấy sắp tới rồi. Anh Tiết, tôi thay mặt bà Bồ cảm ơn anh trước. Không cần khách sáo. Chuyện của bà Bồ chính là chuyện của tôi. Bà Bồ đề nghị phải sửa lệ, đánh nghiêm các cược bắt độ. Tụi Đông Trúc đương nhiên không bỏ qua. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không phiền các cô nữa đâu. Thật là ngại quá, tới trễ rồi. Bà Bồ. Đừng có khách sáo, ngồi xuống được rồi đó. Tôi nghĩ các ông đều đã rõ mục đích hôm nay tôi mời các ông tới đây rồi. Hiểu chưa? Đại diện thôn làng, toàn bộ đều biết rõ hết rồi. Yên tâm đi bà Bồ, mỗi một người ở đây tất cả đều ủng hộ bà hết. Vậy đúng rồi, người trước nha. Có họ giúp cho bà Bồ kéo phiếu, nhất định có thể liên nhiệm mà. Sau này nếu như có gì cần tới Hồng Anh xã thì cứ việc lên tiếng. Chuyện này đúng là không tiện, thân phận của tôi khá là nhạy cảm. Tôi tới chào hỏi một tiếng sẽ đi ngay. Cơm canh đạm bạc, mọi người đừng khách sáo ha. Nè, cạn ly. Cạn ly. Cứ như vậy trước nha mọi người. Sau này nhờ giả rồi. Tạm biệt. Bye bye. Anh Bảo Xích, chúng tôi làm theo ý của anh hết rồi. Tất cả ủng hộ bà Bồ. Anh thả hết vợ con của chúng tôi ra đi. Đừng có sợ mà. Anh em tôi dẫn bọn họ tới công viên chủ đề chơi thôi. Đi đón bọn họ về đi. Vậy chúng tôi đi được chưa? Tại sao anh không làm gì hết để mặc cho ba người mẹ của tôi chết thê thảm như vậy hả? Nói đi. Tôi kêu anh nói đi. Anh đã tìm em lâu lắm rồi, anh sợ em có chuyện gì. Thật ngại quá, tôi không có thân danh cho lắm. Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.